chương một một sắc hồng sự khởi đầu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com chừng nào bạn còn sống hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài là phong ten hồ sơ nhân vật xuất hiện phần này một aquarius jusli boy công tử bột tuổi 17 sở thích những thứ dễ thương những ai hòa đồng thân thiện sở ghét chuột rán rắn ma v vì màu yêu thích Đỏ AKA vàng AKA tất cả. Tuổi thơ dữ dội, lấy đá trọi chó, giấu lớn chơi dại, giấu lớn nằm viện hai tuần một đêm. Người lạ, cậu bé này rất dễ thương lại tốt bụng, ăn nói tự nhiên và không cầu kỳ. Ối chà, nếu nó là con rể tôi thì tốt quá đi mất. Bà Joesley, ầy ầy bà trên, nhà bà có con trai không thế? Người lạ, không ạ, à, hai đứa đều là gái hết. Bà Jusli, ơ vậy bỏ đi, không cưới hỏi gì hết. Người lạ cộng Aquarius, hay Virgo Norris Boy, hội trưởng băng giá tuổi. 18 sở thích, hắn không nhớ, sở ghét, không có, màu yêu thích, đen và đỏ, tuổi thơ dữ dội, khát nước, thấy chai nước mắm trước mặt, dấu lớn mừng rơn, uống luôn. Học sinh, hội trưởng rất đẹp trai A tương đương nhưng lại quá cứng nhắc, thế quái nào mình mới đi học trễ có răm ba lần, ngủ gật trên lớp răm bảy lần, lại bắt mình quét sân trường một tuần. Hức hức, Aquarius, sao gật đầu sao, mình cũng vậy. Virgo, vậy hai người muốn bị phạt thêm à, sao nhớn mày sao ba? Pisces Ray, right? gơn, nhỏ biến thái tuổi. 17 sở thích, ngắm chai 2D, cuồng đam mỹ. Sở ghét, ai chê, chồng, mình xấu màu yêu thích, tím, tím và tím. Tuổi thơ dữ dội, một hôm ra đường chơi, thấy một cái đám cưới, cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau, bỗng nhảy vào, đẩy cô dâu, nói với chú rể. Chú này đẹp trai nên sẽ là chồng con, giáo viên cố vấn mới. Đó là một cô nhóc rất chăm chỉ, năng động trong phong trào, lễ phép với thầy cô. Thật tội cho cô nhóc khi mẹ mất lúc mới 5 tuổi. Gemini Thầy ơi, thầy nhầm rồi ạ, à, Pisces. Sao nghiến răng sao a ha hội phó, chị đang nói gì vậy? 4. Cancer tuy sơ, boy, bánh bao đáng yêu aka kẻ máu lạnh tuổi 17 sở thích đang trong quá trình tìm kiếm. Sở ghét cái gì có màu trắng, ai có nước da đen. Màu yêu thích, đen, tuổi thơ dữ dội, luôn luôn bị nhầm là con gái, dấu lớn được nhận biết bao nhiêu là thư tình mà hắn là thẳng mặc có cong đâu. Cậu học sinh khối dưới, cảm thấy ganh tị với anh ấy. Con trai gì mà trắng hơn con gái luôn, và lại trầm tính nữa. Con gái lớp mình thích anh ấy hết rồi. Vơ sao tằng hắng sao, bắt quả tang. Nghiêm cấm yêu đương trong trường học. Cancer, anh ghen à, năm. Gemini Phantom 2 Girl, hội phó vui tính, a.k.a. thánh yêu tuổi. 18 sở thích tám chuyện làm mọi người vui sở ghét mà ai cãi lời cô bị soi mói màu yêu thích cam ây cây ây vàng ây cây ây xanh dương tuổi thơ dữ dội lúc ở trại mồ côi có thích một cậu bạn mũm mĩm đến giờ ngủ trưa liền đem gối sang nằm cạnh bà hàng xóm con bé này biết nói chuyện lắm bề ngoài xinh xắn nhỏ nhắn hà hà nó thường qua chơi với tôi lắm con tôi đi bật tâm rồi, chỉ còn cái thân già này thôi. Mẹ nuôi. Vâng, nếu bác muốn, tôi gửi nó cho bác luôn. Gemini. Sao khóc dòng sao, mẹ hết thương con rồi. 6. Libra Harley. không cảm xúc, aka tảng băng thần thánh tuổi. 17. Sở thích. Không có. Sở ghét. Sự giả tạo. Tuổi thơ dữ dội. Có té giếng đôi lần, dấu lớn nên bây giờ hơi có chút ít màu yêu thích nâu trắng aka tất cả một guardian hừ con nhỏ hách dịch chỉ là nhãi danh mà dám lên mặt dạy đời không hiểu sao boss lại yêu ái nó thế cancer im ngay đừng nói lít như thế cô ấy còn mạnh hơn ông đấy bác già ạ à, libra sao chịa lưỡi hái sao câm hết ps các bạn hãy nhận xét cho ta cứ hết mình đi ném gạch hay đá gì cũng được Xin cảm ơn. Chương 1, 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Aquarius Zuzli cảm thấy vai mình hơi nặng nặng. Anh vẫn nhắm hở mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Sau, anh nghe một âm thanh kỳ lạ và mông anh bắt đầu ê ẩm. Giọng nói quen thuộc kia đã xâm nhập vào nhận thức của Aquarius. Là mẹ, anh vội bật dậy, chiếc áo ngủ bị mở toang vài cúc để lộ cơ ngực săn chắc anh ngái ngủ, nheo mi nhìn người phụ nữ bỗng trở nên khổng lồ trước mặt anh. Rồi mọi thứ sáng trưng lên. Cái ánh sáng mặt trời chết tiệt. Bà Jusli vừa kéo tấm rèm cửa, vừa nói, a qua, mau làm vệ sinh cá nhân. Anh gật đầu qua loa. Bất quá cả người anh đau nhức, anh chỉ muốn trở lại cái giường thân yêu thôi a. À. Với thao tác nhanh gọn, bà Jusli liền đá anh vào nhà vệ sinh. 30 phút sau. Aquarius lững thững kéo ghế ngồi vào bàn từ dưới đường phố vọng lên tiếng kêu dao dài và não nề của một người bán trái cây dâu tây đây dâu tây đây bà josli nhìn con trai chằm chằm cổ họng không ngừng nuốt nước bọt vẫn là trang phục sơ mi trắng giản dị hàng ngày nhưng ở Aquarius toát lên vẻ thư sinh trang nhã khó tả anh may mắn được sở hữu chiếc cằm nhỏ vuông vức và mái tóc đen nhánh vầng trán cao rộng cùng sống mũi dọc dừa cao vút. Chiếc áo của anh mở một cúc trên, lộ ra cái cổ trắng ngần với những đường gân xanh. Anh trông giống một con thú đã thuần thục khi cử động chẳng khác gì một cô thiếu nữ e lệ khi ngồi, a ah ha ha, con càng ngày càng đẹp theo kiểu tiểu mỹ thụ đấy, aqua. Bà Jusley chợt khựng lại khi thấy Aquarius đã lấy thức ăn tự lúc nào. Ấy thế, bà vẫn mặt dày, ngồi bên cạnh anh, nựng má anh, con thân yêu, sao không để mẹ, phiền lắm. Con tự lấy thức ăn cũng được, vậy sẽ đơn giản hơn. Anh ngắt lời mẹ, đoạn ung dung dùng bữa. Aquarius mặc bà Jusley nhéo nhéo xoa xoa làm má anh ửng đỏ. Anh thiết nghĩ mẹ anh dù sao cũng là hủ nữ sao, nên sống giết cũng quen. Mẹ anh còn ghép đôi anh với mấy đứa bạn đẹp trai anh thường dẫn tới nhà chơi, nói trắng ra là trong mắt bà Lee Aquarius không phải là con trai. Nhưng mẹ anh đã hai màu tóc rồi còn đâu? Tối hôm đó, ông Lee mới từ công ty về, thấy Aquarius đang lau sàn, lập tức ôm chầm lấy anh. Ông chưa kịp cởi giày và đã tạo mấy vệt bùn loang lổ trên sàn mà anh mới lau sạch ôi con trai giấu yêu bà đã được thăng chức nhờ cái dự án và được một mức hoa hồng khổng lồ con vui không không hả phải vui chớ ông nói liên hồi không để aquarius mở miệng hai cha con anh thực giống nhau như đúc bà a à ba đã đăng ký trường cho con rồi là trường chuyên của thủ đô tên là à ba quên rồi còn nữa con sẽ phải bồi dưỡng trong tháng hè và sẽ có kỳ thi xếp lớp mặt ông josli bỗng đầy hắc tiến mặt ông kề mặt anh con chỉ phải thi đậu phải lớp a thôi còn học phí để ba lo ha ông cố tình nhấn mạnh chữ cuối bà josli từ dưới bếp lên tâm trạng cực kỳ hưng phấn a à thì mới xem phim yaoi xong cảm thấy chúng nó quá đáng yêu ấy bà láo liêng dáng đi lạch bạch rất đặc trưng Cha, hay cha con vui vẻ thật. Aquarius, mặt đen như đít nồi, vâng, vui vẻ lắm ạ, à? mình này, tôi mới vừa thăng chức. Ồ, vậy sao? Thế em nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm với cái sàn mà đứa con quý tử mới lau đấy, hả? Aquarius chợt mỉm cười tươi, tâm hồn thanh thản hẳn, mong rằng gia đình anh mãi mãi như thế này. Được rồi, cây lau nhà đây ba. Thế là đêm hôm ấy, ông Lee qua phòng anh. Hai người nói chuyện rất nhiều. Nhưng khổ nổi, anh chả nhớ đã trả lời cha những gì và ba nói gì, Aqua, à ngày mai sẽ có. Anh đã thiếp từ lúc ấy. Sao tbc sao hủ nữ? Những cô nàng thích boy, Ad love, bl, sống trong mơ giữa tình yêu boy với boy. Chương 2, nghe chọn bộ tại audio com Aquarius Zuzli tròn mắt nhìn người mẹ kính yêu, thâm tâm cảm thấy xấu hổ thay căn bếp chật hẹp bỗng vang lại những tiếng nói trên đầu anh đám mây bồng bềnh trôi một cách tự do tiết trời oi bức thật khiến người ta khó chịu bà jocely hớn hở nói đủ điều cậu chàng trước mặt thì kiên nhẫn nghe lâu lâu đáp lại và cứ như thế aquarius cư nhiên thành người thừa thãi thôi ạ à, con ăn sáng rồi cảm ơn cô ạ à, con xin phép ấy chết ăn rồi thì ăn tiếp ở lại dùng bữa nha một chút thôi mà sao vội thế aquarius chợt bất bình cau mày nghĩ ngợi anh thì thầm vào tay mẹ mẹ kỳ quá cậu ta bảo không ăn mà mẹ cứ mời xịt đồ ngốc để mẹ dậy này khi khách bảo ăn rồi thì mình vẫn mời để họ thấy mình hiếu khách tôn trọng họ mà như vậy thì sao họ sẽ thấy ngại mà ra về sớm chứ sao aquarius gạch dưới ba chấm còn khi họ bảo chưa ăn thì đừng mời con biết vì sao không vì họ sẽ đói đói thì họ sẽ về sớm vậy đó hơ chung quy lại là đều muốn đuổi khách à xin lỗi nhưng cháu có chút việc cần làm nên xin phép ạ à. bà josli liền thay đổi nét mặt giọng nói lộ rõ vẻ tiếc nuối tiếc ghê nhỉ lần sau nhớ đến chơi nhé vơ aquarius gạch dưới lại ba chấm mẹ anh tự nhiên quá đi chàng trai tóc đen quay sang phía Aquarius, ánh mắt không giấu được tia không vui. Hắn khá sinh trai cùng phong thái uy quyền khiến hắn càng nổi bật hơn. Hắn nói, thanh âm trầm bổng đầy mị hoặc cậu Jusli, chúng ta đi được rồi nhỉ. Bà Jusli bỗng khựng lại, mặt trở nên sám ngát. Một con bọ dừa đang mơ màng đâu đó bên cửa sổ. Aquarius nghiêng đầu, chống tay thắc mắc hỏi, đi đâu, ấy ấy, Aqua, lại đây, xin lỗi nhé. Bà Jocelyn ngoác ngoác Aquarius, dáng vẻ đầy sự lúng túng xen lẫn lo sợ. Anh lưỡng thững tiến đến chỗ mẹ. Bà lập tức kéo anh đến góc tường, nhỏ giọng, à, thật ra là Hôm qua ba con có bảo có người bạn có đứa con trạc tuổi con, à, cũng có thể gọi là họ hàng xa xa, muốn để hai đứa làm quen với nhau. Ba có dặn là cậu ta sẽ đến dẫn con tham quan thị trấn và trường học, nhưng mẹ quên rồi. Mà sao mẹ biết tên cậu ta hay vậy, lại gọi thân mật? Mẹ chỉ nhớ tên cậu ta thôi. Ahi. Được rồi, con sẽ đi với cậu ta và lần sau mẹ phải nói sớm hơn. Bà mừng húm, xoa đầu cảm ơn Aquarius. Ba nó mà biết chuyện là xong. Mấy chồng chuyện đam mỹ chắc sẽ không cánh mà bay mất nhưng mà cũng lạ thật thường thì Aquarius sẽ làm ẩm ý lên khi bà quên chuyện gì, sao hôm nay nó hiền thế. Mà thôi, quan tâm làm chi? Bà quyết cho qua, còn Aquarius không ngừng thở phào, thật ra chuyện này ba có nói với cậu vào tối đó, mà tai qua tai bay biến luôn. Vâng, hai mẹ con anh như nhau, vậy chúng ta đi chứ, tôi nên xưng hô sao nhỉ? Cậu, tớ nhá, tớ là Aquarius, chào, Virgo. Aquarius Zusli thích thú ngắm nhìn phố xá như đứa trẻ được cho kẹo. Anh nhảy chân sáo, miệng ngân nga một điệu vui tươi. Vài bà bán hàng ven đường tấm tắc khen anh bằng tiếng địa phương, cậu chàng thế kia chắc vô lo vô nghĩ nhỉ. Lại dễ thương nữa. Anh đỏ mặt, thấy anh hiểu mình nói, họ cười cười rồi tiếp tục bán hàng. Virgil Norris bước đằng sau, tiện tay che cái ngáp dài hắn bỏ tay vào túi dáng đi êm nhẹ đầy kiêu ngạo luôn rất trêu ngươi với người qua đường hắn thực không hiểu aquarius sao con người ấy lại lạc quan như vậy hay là hắn quá cứng nhắc rốt cuộc chỉ tại tiền đề hắn đen tối ư hắn sực nhớ điều gì lập tức liếc sang cái đồng hồ đôi môi nhướn lên bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến trường dưới hàng mi cong vút, cặp mắt màu sẫm của hắn như có lớp xương mờ nhạt, vốn là di sản của người mẹ quá cố vùng Camellia. Aquarius quay đi tránh cái nhìn từ đôi mắt ấy, vì anh không thích đôi đồng tử nọ, nó quá u buồn, đờ được thôi. Mà tớ học trường nào ta? Không có câu trả lời. Virgo Norris đã cách xa anh mấy dặm. Anh bị bơ rồi. Sao TBC sao? chương 3, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tại khu rừng phía bắc thủ đô a làn sương vẫn dày đặc bao lấy khu rừng vặt nắng xuyên qua các tán cây rát vàng cả mặt đất thỉnh thoảng vài cơn gió mang tiết trời oi bức của mùa hạ lướt qua để lại mấy vệt loang lổ trên tấm mền sương khung cảnh thật mị hoặc và quái dị thấp thoáng đâu đó là một cái bóng đen một nhóm Guardian láo liếng nhìn quanh, không ngừng cảnh giác. Hơi thở nặng nề hòa cùng không khí im lìm đến khó chịu. Họ khoác chiếc áo choàng ngang hông với biểu tượng là đôi cánh đang dang rộng. Bóng người đen cứ lấp ló sau họ, lũ lo lít các ngươi có gan thì mau ra đấu trực diện, đừng nấp trong tối mà lộng hành, một gã có vẻ như là đội trưởng lớn tiếng. Đáp lại họ chỉ là tiếng lá cây xào xác, đàn chim quạ giật mình bay tán loạn gã đội trưởng quay phát ra đằng sau, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm lại. Gã dậm chân lấy đà nhảy lên cành cây gần đó. soạt soạt hàng loạt mũi tên từ đâu bay đến. Gã trố mắt thất thần nhìn từng mờ người đồng đội ngã xuống. Cố kìm nén cảm xúc, gã nghiến răng dùng dây thừng nhảy lên cành cây cao hơn. Dù là Guardian, nhưng gã thuộc đội cảnh vệ, không thạo về cận chiến cho lắm nếu đối chọi một một với Lolis, chắc chắn gã sẽ thua. Hù một cái đầu đầy dài băng lủng lẳng trước mặt gã. Gã hốt hoảng mất đà, một chân theo quán tính trượt về đằng sau. Gã nhanh chóng biến bất thành lợi, dùng tay kéo cái đầu làm cho nó một cước và để nó làm bàn đạp cho mình. Gã tiếp đất, dòng máu đỏ tươi làm ướt đế giày gã. Khốn kiếp, chúa phù hộ cho con, ái trà, ông không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đau đây cái đầu kia đã ở bên gã từ lúc nào? Gã ngờ ngợ là nữ nhân ư? Nhưng gã không quan tâm, đã là đám lo lít thì có nữ hay nam gã vẫn sẽ không nương tay. Gã rút dao đâm cô ta. Không trúng, cô ta né được, vốn được rèn luyện kỹ lưỡng, gã rút dao về, bật lại phía sau. Gã nhẩm tính, chỉ có một tên. Khuôn mặt cô gái, chính xác hơn là toàn thân cô đều là dây băng, chỉ chừa đôi đồng tử màu lục. Cô cười khẩy, miếng giải băng chuyển động theo, tưởng chừng như quai hàm cô đang tuét ra. Gã chào mày, cái thể loại gì đây? Xong, gã không thể lơ là. Khu rừng này khá rộng, núi non hiểm trở, muốn ra không dễ, huống chi lại có một lo lít dị hợm, nên gã có rất nhiều bất lợi. Gã thầm cầu nguyện, gã chắc rằng chúa sẽ phù hộ gã. Gã đưa tay vào túi rồi di chuyển, đôi mắt tập trung nhìn đối thủ, kính lại các thánh rủ lòng thương xót gã thốt câu này lên thành tiếng từ ngữ túa ra tung tóe cả khu rừng bả vai gã chợt rung lên một chất lỏng đặc sệt đỏ thầm chảy từ khóe môi gã nhanh quá có vẻ ông là người cuồng tín nhỉ đúng là ngu ngốc chính điều đó đã gò bó và khiến ông chủ quan phụt thanh giáo mạ bạc rút ra khỏi bụng gã máu văng tan tóe một cảnh tượng không mấy huy hoàng gã ngã phịch xuống đất Chồng mắt trợn ngược lên gã u ớ gì đó, bàn tay nhan nheo với tới phía trước. Không kịp rồi, tim gã đã ngừng đập. Lại một linh hồn tội nghiệp về với Thượng Đế, Sagitt, xong chưa? Một chàng trai xinh đẹp từ trong lùm cây hiện ra. Đôi mắt màu máu sắc xảo liếc mấy cái xác. Hắn phất tay, dáng vẻ cao lãnh tiến đến phía cô gái. Lớp xương mờ dần tan hẳn, mùi tanh nồng bốc lên cả khu rừng, vâng, đợi em một tí. Máu của tên này được đấy à, ờ, về thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, Sagittarius hưu hí hửng cầm lọ máu cùng chàng trai biến mất. Bên gốc cây, một người đã chứng kiến tất cả. Mọi chuyện đã bắt đầu, ai sẽ sống, ai sẽ chết. Tùy thuộc vào sức mạnh của người đó. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bạn có biết, sao sao sao? Trường Naito, cổng chính. Aquarius Jusli ngồi thở hồn hển ở chiếc ghế đá, cố lấy lại oxy. Kiểu này anh hẳn chết mất. Vậy mà cái con người nào kia đang bình chân như vậy, một giọt mồ hôi cũng không có, đừng làm quá, chỉ vài cây số thôi, vài cây số. Mỏi kinh khủng, Virgo Norris chợt cảm thấy buồn cười. Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của anh khiến hắn thấy thoải mái. Hắn gắng bồi thêm, mất 40 phút thôi. Aquarius, huyền ạc ạc tâm hồn anh cần được an ủi Nga. Chắc chất, mỗi ngày đi bộ 50 phút đến trường, chắc mình còn da bọc xương quá, không sao, bây giờ dáng ăn nhiều vào cũng chưa muộn. Aquarius, phụ thế, anh chả thèm quan tâm đến Virgo nữa, nheo mắt nhìn cái bảng tên trường. Để xem, là trường. Naito, oa, là trường Naito. Anh phấn khích nhảy cẫng lên, thực sự thì anh nghe danh tiếng trường này lâu rồi. Đây là ngôi trường áp dụng phương pháp học theo nước ngoài, công nghệ hiện đại tiên tiến. Với lại tỷ lệ học sinh đỗ đại học cũng cao nữa. Nhưng chỉ toàn gia đình giàu có mới đủ học phí, nhưng không nghĩa là bọn nhà giàu rốt, họ rất giỏi đấy. Ôi, bỗng dưng anh có nỗ lực để thi vào lớp chuyên rồi, vơ gâu, tớ muốn tham quan trường, nhanh lên. Chỉ cho tớ phòng tớ bồi dưỡng luôn, được rồi. Sao TBC sao? chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Trường Naito, Aquarius Josli ngẩn ngơ đứng trong một phòng học. Đó là một buổi sáng tháng 6 oi ả, à, khung kính các cửa sổ đều mở toang. Anh đi tới đi lui, ngó ngang ngó dọc, dụi mắt vài lần để xác định rằng mình không lầm. Anh bị bỏ rơi rồi. Từ ngờ nghịch anh bắt đầu tức giận, thầm oán trách cái con người vô tâm đang trôi lạc phương nào nghĩ xem tên Virgo đáng ghét giận anh đến trường tốt bụng giận anh tới lớp anh sẽ học bồi dưỡng đoạn hắn quay lưng và nói một chàng rồi bỏ đi khốn thay anh nghe không kịp cho đến bây giờ muốn tìm đường ra khỏi cái trường rộng khủng khiếp này cũng không thể mà dù có ra khỏi được ngôi trường anh cũng chẳng biết đường về anh bị mù đường bẩm sinh không được a à qua mày phải tự tìm đường về chỉ có chính mày mới cứu được mày được rồi suy nghĩ nào một phút hai phút ba phút anh toan bước đi nhưng lại cắn răng khựng lại không được nếu giờ mò mẫm lỡ không may khó kiếm đường về hơn thì khổ anh tiếp tục động não bốn phút năm phút sáu phút anh vỗ chán sao mình ngu thế nhỉ đây là trường học mà dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn phải có bảo vệ hay người nào khác chớ nhỡ có người như anh sao? Giờ anh cứ đi tham quan cái trường, nếu may thì gặp ai đó, như vậy không phải một mũi tên trúng hai đích à, khà khà, anh cũng thông minh phết. Nhưng, nếu không gặp ai, 7 phút, 8 phút, n phút, đi nào, Aquarius đã qua mấy dãy phòng mà chẳng có ma nào. Anh đâm ra chán nản, liền đổi hướng, rẽ sang lối khác. Aquarius men theo đường gạch và bước tới một khu sân vườn biệt lập. Anh thích thú ổ lên, đúng là trường danh giá có khác. Hai bờ hoàng dương thẳng tắp viền lấy khu đất trồng hương thảo và cây trà. Những khóm cần dại và hoa oải hương đã ken đầy những kẻ đá lát lối đi. Những đóa dâm bụt khoe sắc đỏ chóe trên đôi bờ hoàng dương. Còn một dây trường xuân đeo bám trên bức tường, lá sum xuê đầy ắp tất cả như là một yếu tố không thể thiếu cho một bức tranh hoàn mỹ ở góc vườn sừng sững cây mộc lan thơm ngát từng vạt nắng chiếu vào cành hoa khiến nó lung linh lạ thường tựa vào thân cây là một chiếc ghế gỗ dài nhưng mà một cái gì đó cam cam đỏ đỏ đã phá ngay khung cảnh thơ mộng kia aquarius nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế cái gì thế nhỉ anh nhớ là anh không có cận thị mà sao cái đó nó giống bánh bao thế trắng bóc hà anh tò mò tiến lại gần ngay tức khắc anh thấy hối hận đó là một cậu chàng chân bắt chéo đôi mắt nhắm hờ cậu ta xoay người liên tục anh thất thần tâm trạng trở nên bấn loạn tóc màu nhạt da màu nhạt hồng mắt màu cậu ta chợt mở mắt mắt màu hồng lẫn xanh á à, aquarius josli liền chạy đến lay chàng trai mặt anh nóng ran, không được, cậu không được làm điều dạy, dù có bị xa lánh nhưng cậu vẫn phải sống. đừng đừng tiếp xúc với ánh nắng nhiều, đừng. Cancer nghiêng đầu, thằng bệnh nào vậy? Xin lỗi nhưng tôi đang phơi nắng, đã bảo là không được, cậu sẽ bị ung thư da đó. Hu hu, nếu không ai cần cậu thì vẫn có tôi mà. đừng chết, một mạng người bằng bảy cái tòa tháp lợn. Cancer tuy sơ, sao gạch dưới sao, cạn lời, ơ, không phải cậu sợ ánh sáng chói quá à, Cancer tuy sơ lắc lắc đầu nhỏ, ơ, không phải cậu bị bệnh bạch tạng à. Đầu nhỏ đã bốc khói. Hắn lạnh lùng đá con heo Aquarius nãy giờ đang đè tay hắn. Hắn xoay xoay cổ tay, đôi đồng từ hai màu híp lại, lia về phía Aquarius, justly, chỉ là tôi đang muốn phơi nắng thôi mà cậu khá trắng trẻo đấy, tôi bắt đầu thích cậu rồi." "Tha cho cậu vậy." Aquarius cười giả lả nhưng còn ngờ ngỡ. Theo kiến thức sinh học của anh thì những người có da màu trắng hồng, tóc màu nhạt, đồng tử hai màu đều là bị bệnh bạch tạng toàn phần. Anh gặng hỏi, cơ thể cậu có thể sản xuất melanin. Rất nhiều là đằng khác. 1. 2. 3. anh bị hố rồi. Có lẽ ham mê sinh học quá cũng có cái hại của nó anh cười gượng, không dám nhìn người đối diện. Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu. Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là học sinh mới, về vâng, tôi là Aquarius, Aquarius mười 17 tuổi. Hân hạnh, khuôn mặt Cancer đanh lại, đáy mắt tĩnh lặng chợt dậy sóng. Jusli, gia tộc Jusli sao, Cancer, Cancer Tuy Sơ, cũng 17 tuổi lần đầu gặp à, xin hỏi, cậu có thể chỉ cho tôi cổng ra không, không? Anh ngạch mặt, cancer rất tự nhiên ngã người xuống ghế, lăn qua lăn lại như con mèo trắng xù lười nhá. Như biết được suy nghĩ của Aquarius, hắn nói, tôi bận phơi nắng rồi. Anh khóc dòng trong lòng. Trời ơi, sao cái thủ đô này không có ai bình thường hết vậy? hơ, trời nắng chói trang, có lẽ đã gần 10 giờ chứ chẳng chơi, ấy vậy mà đòi phơi nắng. Ngay cả anh cũng cảm thấy cái nóng đang ăn mòn da thịt, khó chịu khôn tả. Và, anh đã khẳng định, cậu ta không bị bệnh bạch tạng, này, bánh bao, cậu. Ken sơ tuy sơ trông như con mèo xù lông, hắn liếc xéo anh, cần từng chữ, không phải bánh bao, không được sao. Tôi thấy cái tên ấy đẹp mà đi thẳng đến cây dương to rồi rẽ phải tiếp tục đi thẳng sẽ đến cổng chính à nhân tiện chỉ giùm tôi đường loa luôn cancer đầu đầy hắc tuyến, giọng nói đầy phẫn nộ ừ sau khi ra khỏi cổng quẹo trái có cái đồn cảnh sát hỏi rồi xin cái bản đồ cảm ơn nhé nhưng aquarius josely cũng đã hiểu phần nào tình trạng của cancer đúng là cái thủ đô kỳ lạ sao tbc sao